chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn ở video này. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ đến cho các bạn một công thức làm bánh lọt không cần khuôn ép nha. Thì đây cũng là một món ăn rất là dân dã hay còn gọi là chè bánh lọt. Vào buổi trưa nắng nóng mà có những chén chè như vậy ăn rất là ngon và thanh mát. Đặc biệt ở công thức này sợi bánh lọt mềm, dai và ăn rất là ngon. Nếu các bạn yêu thích, mình mời các bạn cùng làm chung. Và video này mình chia sẻ các bạn thấy hữu ích thì cũng đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông để tiếp tục theo dõi những video mới nha. Cách làm như thế nào? Bây giờ mình mời các bạn cùng xem. Nguyên liệu mình cần chuẩn bị ở bên đây là 200g bột năng, 100g bột gạo và 450ml nước lá dứa. Thì mình lấy khoảng là 60g lá dứa tươi, rửa sạch, sau đó mình cắt nhỏ cho vào máy xay sinh tố. Mình xay 450ml nước lọc để mình lấy được cái nước lá dứa. Lúc này mình cho 100g bột gạo mịn vào một cái tô. Bột gạo lọc cũng được nha các bạn. Thì mình sẽ bóp nhỏ ra đó. Rồi mình cho vào đây là 1/4 muỗng cà phê muối. Rồi lúc này mình cho nước lá dứa vào và trộn lên cho thật là đều. Lá dứa mình chọn lá dứa già sẽ cho mình ra màu xanh đẹp cũng như là thơm hơn, không có vị đắng. Nếu màu xanh chưa được như cái ý của mình muốn á, thì mình có thể thêm vài giọt màu xanh thực phẩm nha, giúp cho sợi bánh lọt được đẹp hơn. Rồi mình cho vào đây khoảng 1 muỗng canh dầu ăn để cho sợi bánh lọt được bóng mượt. Sau khuấy tan đều á, mình lượt qua rây. Lúc này thì mình sẽ lượt vào một cái chảo chống dính để mình đi lấy trùng nha. Rồi mình cho lên bếp, bật bếp lên với lửa vừa, khuấy đều tay để cho bột không có bị khét nha các bạn. Khuấy bột này cũng rất là nhanh. Đó, bột bắt đầu sệt lại rồi nè. Và tiếp tục mình sẽ khuấy đều. Khuấy mình nhìn thấy bột này chín khoảng là 50%. Không còn bột nước nữa thì lúc đó mình tắt bếp. Cách làm này rất là đơn giản. Buổi trưa thì mình có thể tự tay vào bếp làm ha các bạn. Một tí xíu thì mình sẽ có món chè bánh lọt tại nhà, không cần phải đi mua. Rồi bột đã chín 50% mình tắt bếp, nhưng mà mình vẫn khuấy đều tay nha, để cho bột không có bị vón cục. Rồi bột lúc này cũng nguội bớt rồi nè các bạn. Mình sẽ chia ra làm 3-4 lần và cho cái phần bột năng vào ha, vừa cho mình vừa trộn đều nha. Thì mình chia bột năng ra làm 2-3 lần, cho như vậy thì trộn bột sẽ đều hơn nha các bạn. Sau khi trộn hết bột năng vào thì bột đã như vậy nè. Rồi thì mình sẽ cho tiếp vào một cái túi ni lông hoặc là cái túi bắt kem nha. Để mình tạo hình, vì với cách làm này mình không cần có khuôn ép đâu. Mình chỉ cho vào túi ni lông thôi, rất là đơn giản. Nếu các bạn có cái túi bắt kem ấy, thì mình sẽ cho hết bột vào. Cho hết vào túi ni lông thì mình sẽ cuộn miệng bọc lại. Rồi một lát mình sẽ dùng kéo cắt một lỗ nhỏ để tạo hình. Tiếp tục mình chuẩn bị một thau nước đá lạnh để mình cho sợi bánh lọt vào nha. Rồi lúc này mình sẽ tạo hình bánh lọt. Thì cái túi ni lông ở chỗ cái góc bọc mình dùng kéo cắt một cái lỗ nhỏ. Và nồi nước đã bắt đầu sôi nhẹ. Thì mình chỉ cần bóp nhẹ cái túi ni lông để cho bột chạy ra từng đoạn nhỏ như vậy nè các bạn. Làm cái sợi bánh lọt á, nhỏ nhỏ thôi, nếu mà lớn quá thì nhìn nó không có đẹp ha. Mình chỉ cần bóp nhẹ để cho cái đoạn bột chạy ra một khúc ngắn như vậy là được rồi. Nếu các bạn thích dài thì mình có thể tạo hình nha. Tùy theo sở thích của các bạn. Và cứ tương tự tiếp tục y như vậy, mình sẽ bóp cho hết cái túi bột này. Khi mà sợi bánh lọt chín thì sẽ nổi lên trên mặt nước.
và sẽ trong hơn. Vừa nổi lên thì mình đừng có vội vớt bánh lọt ra liền nha. Mình để thêm khoảng là 1 đến 2 phút nữa để cho sợi bánh lọt được chín. Sợi bánh lọt phải chín hoàn toàn á thì sợi bánh lọt mới dai. Cách làm thì thấy vậy chứ đơn giản lắm. Mình chỉ cần bóp bột một xíu thôi, không có quá là tốn nhiều thời gian của mình nữa. Bánh lọt thì có rất là nhiều cách làm, nếu như các bạn yêu thích mời các bạn cùng làm chung. Đây thì các bạn thấy sợi bánh lọt đã bắt đầu trong và sôi nhẹ lại rồi nè. Đó, mình để thêm khoảng là 2 đến 3 phút nha, để cho sợi bánh lọt này được chín hoàn toàn. Sau đó mình sẽ dùng một cái vợt á, mình vớt cái sợi bánh lọt cho qua thao nước đá lạnh lúc nãy mà mình đã chuẩn bị. Màu xanh lá dứa tự nhiên ha. Rồi mình sẽ vớt ra nha. Đó, sợi bánh lọt bóng mượt như vậy. Cho qua thao nước đá lạnh để giúp cho sợi bánh lọt săn chắc và dai hơn. Rồi lúc này mình cho 250 g đường vào một cái nồi nhỏ, cho vào 1 cọng lá dứa quấn lọn. Cho 200 ml nước lọc vào nha các bạn, để mình nấu nước đường. Có lá dứa thì sẽ thơm. Khi đường tan hết thì mình để đây 5 phút nữa nha, để nước đường được sánh kẹo á. Thì đây là nước đường mình đã nấu rồi nè các bạn. Và chuẩn bị ở bên thêm 150 ml nước cốt dừa nhất, là nước cốt dừa sống. Ăn sẽ béo và thơm ngon hơn. Mình không cần phải thắng, nếu các bạn muốn bảo quản lâu thì mình nên thắng qua ha. Còn với mình ăn liền, nước cốt dừa sống này ăn trong vòng từ 2 đến 3 tiếng thôi, không có dùng quá lâu. Thì sợi bánh lọt mình nên rửa qua nước lọc 2-3 lần. Rồi mình cho qua cái tô cho một ít nước đá lạnh vào. Sợi bánh lọt lúc này rất là săn chắc và mềm dẻo. Dai quá thì ăn cũng không ngon, mà bở quá thì ăn cũng không có ngon nha các bạn. Mình phải cần làm đúng theo công thức để sợi bánh lọt được mềm, dai, ngon. Rồi lúc này mình sẽ cho nước đường vào chén bánh lọt nha. Mình có thể thay thế bằng đường thốt nốt đều được nha các bạn. Tiếp tục mình sẽ chan lên trên mặt là một ít nước cốt dừa sống. Đây là nước cốt dừa nhất nè các bạn thấy. Mình dùng khoảng là 400 g cơm dừa nạo. Rồi mình nhồi mình vắt không cho nước lọc vào nha. Để mình lấy được cái phần nước cốt nhất đậm đặc. Rồi mình cho lên đây vài viên nước đá. Đó, như vậy là mình đã làm xong món chè bánh lọt rồi đó các bạn. Mình mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Qua chè bánh lọt như vậy rất là ngon nha các bạn. Vị ngọt thì vừa ăn không quá ngọt. Và sợi bánh lọt thì mềm, dai vừa, không có quá dai. Do mình làm tự nhiên từ lá dứa nên chè bánh lọt này rất là thơm, hòa quyện vào nước cốt dừa béo béo. Thì với cách làm bánh lọt như vậy mình chia sẻ, nếu như các bạn yêu thích thì mình mời các bạn cùng vào bếp. Còn video này mình chia sẻ đến đây cũng tạm dừng. Chúc các bạn thành công và ăn ngon miệng. Cách làm này không cần dùng đến khuôn ép nha, rất là đơn giản luôn. Mình sẽ nhanh chóng có được món chè bánh lọt cho gia đình. Nếu các bạn xem thấy hữu ích thì đừng quên ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh, bấm chuông để tiếp tục theo dõi những video mới. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Thân ái chào tạm biệt.